Rồi, hello hello, Lộc xin chào ông bà cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay sáng rồi giờ dậy sớm dậy nấu ăn. Giờ dậy nấu ăn nồi canh gà. Thì rất là hấp dẫn luôn á. Đây có cà rốt, củ cải trắng. Cái gì? Asto á. Củ asto nè. Đó. Rồi không biết cái đó là cái gì luôn á, nhưng mà thấm nói ăn vô mát. Đó, nguyên một nồi gà. Cái trứng, bộ đầu lòng nó nằm trong này hết trơn luôn. Đó, nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Đó, sáng dậy xiên lắm, dậy sớm nấu rồi. Đó, rồi ra rồi còn nữa làm gỏi nữa. Rồi, đây là cái khô cá sặc. Với là mấy cái khô gì? Khô cá chốt hả? Đó, thì chiên lên một phần để ăn, một phần thì làm gỏi. Ở này bên từ bên Việt Nam dở qua bên này đó, nhìn thấy đẹp mắt luôn đó. Thời tiết hôm qua bên đây thì bão bị bão mưa mà có thông báo mà có con gió sấy đó kêu đi tị nạn, đi lánh mặt hết. Nếu mà không ai chạy xe ngoài đường, nếu ai ở mobile home á thì kiếm những chỗ nào đó thì bảo vệ trốn vô cho chắc ăn đó. Thì nó thông báo là như là cuối có nhà thì ở dưới hầm, cuối xuống hầm trốn basement á, thì còn mobile home á thì kiếm chỗ nào đó cho chắc chắn thì lánh nạn. Còn lái xe á, thì đang lái xe trên đường á thì kiếm những cái chỗ nào đó thì mà chui vô đó, thì cho nó an toàn. Có thông báo mình vậy đó, nhưng mà hôm qua mưa thiệt, mưa lớn lắm, mưa ghê luôn á, mưa nổi mà máy mà bơm không kịp luôn á, cái hồ á bơm máy nè, bơm nguyên đêm bơm nước ra đó, giờ bơm riết nó cạn cái hồ luôn á, mưa dữ lắm hôm qua đó, cái hồ nó bơm nước cạn luôn à. Cái máy nước là đây, cái nhà đó là ở trong cái đó là cái máy bơm nước đó. Cây kiển vậy lạnh quá nó héo hết, trụi lủi hết trơn rồi. Kiển cốc gì á, còn được cây chanh với lại cây tắc còn sống. Mấy cây kia thì đang nhây, bà Hà đang nhảy mầm lên lại. Còn chút xíu rồi, coi như vườn rau như trụi lủi hết trơn rồi, đợi qua trời ấm cái nó mọc ra lại thôi. Xả nó cũng héo hết nhưng mà nó trời ấm nó ra lại. Vàng lên là thấy ngon rồi. Nè ăn cơm. Ăn cơm không cũng ngon lắm á, với dưa leo là hết sảy luôn. Trộn gỏi nè đó, nhưng mà Thấm này đem dòng gỏi. Thấm thích ăn gỏi, gỏi xoài, gỏi đu đủ, gỏi gì đó không biết. Trộn bưởi hả? Gỏi bưởi, trời rót ơi sang chưa. Đó. Giờ cái hồ này có mấy con cò, mấy con le le nó về đây nó ăn cá đó, đông lắm. Bữa có mấy con luôn á, 5-6 con le le, hai con cò đó, hai con cò hai bên trái bên phải một con đó. Le le đó, nằm mà lặn xuống nó bắt cá. Ấy là cái lò bị gì em lắc cái lò, lắc cái bình ga lên lắc thử, trời lạnh á, như khi lạnh á nó ra không kịp á. Như canh chiên á, canh chiên cần hai nhà đâu nữa đâu, xíu à. Hay là biết đâu bị gì, anh đâu biết đâu, lắc bình ga thử coi. Ủa, lắc nó nổ bình ga xong lỗ, nổ bình ga ai mà sốc nó, giống như cái cài như nước có gà đó, anh sốc nó còn anh thui rồi. Cái này đang toàn mà đâu rồi. Thôi giờ nguy hiểm. Gàng con chi tí, gàng nhằn gàng kiến. Lá gàng như lá kiến. An toàn. An toàn cả đôi đường. Chắc là gió thổi sao không biết đâu. Lạnh quá. Lạnh. Rồi, xin mời ông bà cô chú anh chị em mình ăn cơm nha. Đây gà gỏi nè, Thấm làm nè đó. Gỏi gì? Có gì bưởi, xoài,
bưởi sồi với rau thơm. Còn này là canh gà khô, cá khô chiên hồi sáng đó. Thì những món này là Thấm làm hồi sáng đó. Bây giờ tiếp tục giờ tối rồi mà mình về nhà mình ăn cơm. Đó, rồi xin mời tất cả nha. Rồi dùng mai nha. Tất cả ăn cơm nha. Đó. Này là mình số sinh nhật đó. Đầu năm à. Bỏ xương này. Đầu năm à. Đầu năm ăn nè. Tắm bổ tối đa luôn nha. Bưởi gỏi thử coi. Đó, lần đầu tiên luôn á ăn bưởi gỏi nha. Bưởi gỏi với cá khô, cá khô chiên, cá sặc á. Cũng ngon đáo để lắm vậy. Ngon mà, bưởi ngon mà. Có một cái ở đây không có bưởi nhiều để làm thôi. Ngon. Hương gì cứng dữ ta. Mấy cá nhỏ. Mấy cá nhỏ. Cái gì? Mấy con cá nhỏ. À. Sáng quên cắt cái đầu nó bỏ. Đi ra. Đi ăn. Thử ăn thì chắc ra. Chắc là blood pressure đó. Lên bữa mà như ăn gạo lít từ trước nữa. Ăn thử là 38. 38 8 mấy đó. 138 trên như là 87. Còn nhịp tim thì có 60-65. Phải. Mà lần này lên đó, hôm qua có làm răng hôm qua không? Thì làm răng hôm qua. Đúng rồi, hôm qua thứ ba đi làm răng thì lên trên nó đo máu lại, đo nhịp tim lại, nó xuống 133, cũng như là nào khoảng 140-145 này kia là nằm ngay cái đường mà trung bình nằm ngay cái đường mà bị tiểu đường á, high blood pressure đó, là 140 trở lên thấy nguy hiểm đó, là phải đi đo hoài thường xuyên. Mà bắt đầu kiên cử ăn á, để cho hạ xuống. Dần dần cái gạo lứt ăn tầng á, nó xuống mấy bữa. Không biết bả luôn. Xuống là nhiều. Xuống còn 133. Nằm mà 40 trở lên là thấy nguy hiểm đó, là phải đi khám bác sĩ thường xuyên. Nãy giờ có 40 không? Đại anh có 40 không? Chưa. Cũng nằm ở đó ba mấy rồi đó. Nếu mà nằm trong vòng mà 30-28 rồi này kia là good. Mà 30 đừng quá cao. 30 mà đừng có 35 này kia trở lại còn chút đỉnh. Còn thấy cứ ngồi lên tới 40 là nguy hiểm. Chắc nhờ anh nghĩ ra, chắc nhờ ăn kẹo lít mấy bữa trước nó xuống. Không biết, hay là ít ăn, không biết. Ăn kẹo lít á, cơm bữa giờ đâu có nấu không trắng đâu. Bữa nay nấu không trắng, bữa nay nấu rồi này ăn. Ăn kẹo lít cả tuần là ăn. Rồi đã hứa rồi. Đó. Nó luôn nhiều vậy. Không. Không lấy xương ra hả? Con cá nhỏ. Cá nhỏ nó có xương. Phở ngon quá trời.
ăn gỏi cơm cũng đủ no à, cũng đủ đủ mũi cơm mà. Canh, canh gà. Cảm bỏ tối đa. Chừng con hết cái đằng nào không? Thấy không? Chừng con khô. Sáng nên chim ba con không? Ừ. Tới rồi, đừng. Canh cũng ngọt hay kì ha. Asto nè, Asto nè. Anh biết không? Đó là lâu đứt cái này đâu. Ăn quá. Thấy không biết nấu cái nào bằng gì. Đâu ăn được hả? Ăn gốc nè. Ăn gốc hả? Uh-huh. Thấy không? Chưa thấy ai nấu, chưa thấy ăn nấu qua bây giờ. Nấu súp thay vì nấu nước thì này nó nấu súp vậy thôi. Lấy nước làm súp. Ăn nó mát. Ơi. Hả? Cái gì? Gonna hả? Gone là mình vừa cố, gone, yeah. Disappear. Yeah. G. Gọi gì nữa? Gone. Rồi sao nữa? Có chữ gì? Gone. I know, ba biết rồi, rồi con đánh dần tiếp đi. No. And, gone, phải không? Phải and không? Gone. Ok, gone à. N hai chữ N. Gì? No. A. Dạ gonna. Cứ bằng gonna đó. Đọc đúng vậy, đọc quá vậy. Ok, giờ con đọc đó, ba mới đánh dần cho con đó. G O N N A là gonna đó. Nó biết nói chữ gì nó cũng biết nói mà luôn, chưa biết viết. Lớp 1 mà từ từ. Ở nhà nó nói tiếng Anh với mấy đứa trong lớp rồi. Nói tiếng Anh không? Nó nói thông thạo lắm, đành mạch lắm. Ngày giờ nó cũng biết đọc biết viết nhiều lắm đó chứ. Năm ngoái đâu biết đâu. Giỏi, tranh điểm. Năm ngoái đâu biết đọc, giờ đưa cuốn sách nó đọc rào ào luôn. Giờ mới sách lớp 1 á, nghe là bà nào tự đọc luôn. Bây giờ là tự đọc sách luôn. Mới ấy phải dạy nó. Giờ đó bằng dạy. Giờ ngồi kèm nó thấy chữ nào khó á, thì nhảy, rồi mới để tự đọc rồi. Chữ nào nó biết nó hỏi thôi. Mình ngồi mình nghe. Dạy. Cô mặn không? Trong chưa? Nghe cài, bà ca cài. Any gonna chew in? Any
Annie, come here. G O N N. One more N. Giờ nó biết đặt câu luôn á, giờ biết là đặt nguyên câu cho anh luôn. Ừ. Cũng giỏi đó, giờ cũng đâu biết đặt câu đâu. Giờ biết đặt nguyên câu luôn mà chưa có nhiều chữ nó nói được mà nó đọc cũng được, kêu mình đọc viết ra đánh dần cho nó. Ừ. Đó, giờ nó viết thành câu luôn, câu văn luôn. Ừ. Nó viết thành câu văn luôn nè. Biết nhiều mà. Cắn thử à. Ừ. Cắn gốc á. Ừ. Mềm sẫm mà. Uh-huh. Ừ. Có lý à. Cũng ngon lắm chứ không? Thơm á. Ăn mát. Ừ. Hai trái 5 đồng. Asto. Ăn cá mà. Khô quá nó. Mặn không? Không mặn. Vừa. Cá ngâm nước á. Nước đi đó, hôm qua anh nó ngâm nước lâu quá đó. Ừ, thì thấy ngâm nước cho nó lạc bớt á. Khô, khô cái sạc dầu. Tự làm nhà luôn. Nhà nào làm? Bưng lắm á. Ờ. Chị ấy phải làm cho. Nữa chưa Thảo kêu chị làm đó, đi gửi qua nữa vợ. Tháng 2 anh Chinh về đó. À, đầu tháng 2 à? Ừ, đầu tháng 2 anh đi. Đầu tháng này, tháng 2 này hả? À? Tháng 2 á, sắp qua tháng 2 nè. À. Ơi. I'm done the first one. Cái nào? The first reading. Là cái nào? The first reading. Oh. I'm done reading. Giờ đây đọc lớn cho ba nghe nè. No. Con cho nó đọc lớn đi ba nghe. No. Con đọc nhỏ cho ba nghe. Các ba biết con đọc xong rồi. No. Con có đọc lớn. I read out loud, okay? Yeah, read one more, read out loud, okay? Đọc lớn lên. Mình học chứ lắm, mình học tiếng luôn tới anh. Mình dạy nó học, mình học luôn tới anh. Nó giỏi, nó phát âm giỏi anh. Nó phát âm giỏi anh, mất chức, phát âm cho nó. Nó kêu em đi học rồi. Mẹ đi học đi. Ừ. Kêu mẹ đi học tiếng Anh đi, phát âm dở quá ha, kêu mẹ đi học. Mandrill. Gỏi ngon em. Ừ. Đọc lớn lên con. Có miếng bự nhẵn nhẵn. Ừ. Áo lao. Wait. I want the mail. Okay. That man is looking for. Thích cái cổ. Thích gì? Cái gì cũng thích. Năm là sao? Okay. Yeah.
Gì vậy? Đọc gì? Grass, nuts, bark. And plants, shoots, and roots. Yeah, đúng rồi. Andrews have snacks inside their teeth. They can stuff food in their sack. Hai lần rồi hả? Ừ, đọc nghe, đọc những bài này, đọc hai lần mỗi ngày. Mỗi ngày đọc hai lần vậy đó. Còn gì nữa không? Hết rồi hả? Giờ nó biết đọc đỡ. Giờ mất thời gian ngồi chờ giảng từ chữ lúc đầu. Nhiều mới 3 tháng nhiều ha. Mới 3 tháng mà đọc vậy đó. 100 không mà, 100 điểm không. Mà không, không biết nữa. Không biết tới lớn sao giờ ok đó. Giờ dữ quá. Mấy giấy xanh xanh nè, mấy giấy nè, là cái mấy cái bằng đó nhà trường khen á, treo đó, treo trên cái tủ lạnh đó. Thôi cái chặt ngon. Xương, xương nhiều. Ngon này. Ngon cái nữa. Lâu còn mấy con hả? Còn mấy con ha. Làm dùm 6 đem qua nữa. Bữa đem về cho gì hai mớ với ai nữa ta, cho ai nữa. Cái này là bên Việt Nam gửi qua, cái bên này không có chợ, có bán mặn. Ừ, chợ bán mà đông đá là ấy, nó mặn mặn, nó như móc móc, nó nổ móc lên đó. Ngâm nước rồi, đỡ mặn rồi. Dạ. Dạ. Mà ăn cơm trắng là ngon, cái tẩy. Rồi. Ngon quá, ngon quá. Anh em ăn ăn gì không con? Ngồi nó đói bụng, đồ ăn mì gục. Ăn gì con? Má ăn gì? Đi tiểu. Bà không ăn gì? Đi tiểu. Đi tiểu ăn hả?
Tại sao? Nhớ ăn sơ sai xuyển á. Bên vai đâu nhiêu đâu, ăn lúc gì đâu. Lát nữa đâu, đâu mà lúc mình lên giường cái đầu nó đòi ăn à. Lên giường ngủ cái đòi ăn. Cái gì? Chỉ gì? Chỉ gì đâu? Ngon quá, gọn ngon quá. Ồ, dục xương á, tưởng nói chỉ dục xương. Tưởng nó chỉ gì, biết nó chỉ gì. Vô ăn nhà đang nhìn lại mới thấy dục xương. Ngon nha. Thích con cá luôn hả? Ừ. Thích cái khô luôn. Cái gặp hết rồi. Nè, ngậm nè. Đủ rồi, em no rồi. Đâu, ăn cái gốc nè. Ờ, được rồi, để em ăn. Ăn đi, ăn cái gốc nè, thôi ăn cái củ nó. Ngon. Nè. No rồi, ngon gì? Cái đọt của nó. Ừ, ăn đi. Bông ăn đâu à? Ừ. Hết đi để đừng khỏi đổ vô trong nồi. Ăn vậy sao ốm nổi. Phải không? Đi vòng quanh thế giới chơi, bỏ nguyên một năm đi, nguyên một vòng thế giới, đi nguyên vòng nước biển. Năm mươi hai con. Có tiền đi không? 52 chỗ bệnh, 50 chỗ bệnh luôn. Có tiền đi không? Nói khi nào không biết luôn. Tối ngủ mơ đi, mơ trúng số. Mình mơ hả? Ừ. Mơ trúng thao bò à. Có tiền đi vòng quanh thế giới. Bỏ nguyên một năm đi vòng chơi cho đã. Cảm ơn em nhiều, đồ ăn ngon quá. Có phước mới được nha. Có phước á. Được hưởng hưởng phước nè, cái này gọi là hưởng phước á. Không giờ. Thank you cho bữa cơm rất là ngon. Coi như là bữa cơm đã xong rồi nha bà cô chú anh chị em mình. Rất là cảm ơn tất cả đã theo dõi chương trình của Lộc, ủng hộ Lộc. Rất cảm ơn rất nhiều và kính chúc cho tất cả một năm mới tràn đầy niềm vui. Xin chào, bye bye.